có con trị bướm bướm cũng đỡ các bạn. Con tướng mới này gánh map cũng khá tốt các bạn. Lại gặp bướm. Bình thường nếu mà mình gặp ải có bướm như này mình kẹt cũng hơi lâu các bạn.
Có con thần sấm sét này nó cũng đỡ.